thân. Rồi khi tách biệt, Dương Trần cũng hai bàn tay trắng chứ giữ phần nào đó. Chi bằng thức tỉnh hoài đầu, kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn, mau mau nhẹ bước xuống thoảng. Đò chiều chiến chốt rước toàn chân tu. Bởi vì tất cả môn nhân đệ tử và gán lo, chỉ còn có một kiếp này à, mà mình không lo rồi, coi như là dạ thì Thanh Liêm cùng với Ngôi Trường kính chào quý ông bà cô chú trong và ngoài nước. Nhân duyên ngày hôm nay đó quý vị, Thanh Liêm có về trên Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thì được gặp và được Ngô Cường giới thiệu biết được ông Hai là một ông cũng rất là đắc pháp tại vùng đất này. Thì trước thì Thanh Liêm ghé đây để thăm, sau là hỏi thăm sức khỏe ông Hai và cũng như là có một số câu chuyện Thanh Liêm thắc mắc muốn thưa chuyện và hỏi đến ông Hai. Thì con cũng xin thay mặt cộng đồng gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông Hai ha. Con chào ông Hai ha. Dạ thì trước khi bước vào câu chuyện thì con cũng xin phép được hỏi ông Hai, hôm nay là ở trên cộng đồng mạng mình có xuất hiện một vị sư có cái pháp danh gọi là Thích Minh Tuệ, là hiện tại bây giờ vị sư đã làm một cái hành trình đi xuyên Việt từ Bắc vào Nam. Thì thời gian gần đây con không biết ông Hai có nghe về câu chuyện của vị sư đó không ạ? À? Nói gì trong cái hình dung đó thì tôi có ngó thấy, nhưng mà nhận thấy trong câu kinh của giáo chủ đệ lời đó, ông Thiết Minh Tệ đúng là người xưa trả lời rồi. Bởi vì câu giảng của Đức Phật đệ lời, theo dõi gót người xưa mới kịp, ngày nay đà lập nghiệp tu hành là thời đại của Phật khai kinh. Nhưng mà đáng tiếc rằng nhìn thấy chúng sanh và môn nhân đệ tử của Phật, một phần nhiều là say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả. Cho nên ngày xưa đến giờ quay trở lại, trở lại cho mình để ngó thấy, mà nhìn trong chỗ đó bước đường để tập, nhìn thấy đó mà tập theo ổng để mà lo tu hiền chân chất thật thà. Bởi vì Thuyết Minh Tệ này đó, thì theo cái bước đường của ổng đi tu đó, cái gì cũng là không. Đó là một vị môn nhân đệ tử của Đức Phật Thích Ca, bởi vì cái gì cũng không. Bởi có câu nói theo dõi gót người xưa mới kịp, ngày nay đà lập nghiệp tu hành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là coi như cái gì cũng buông bỏ hết, ổng không có màng tới cái danh và cái lợi tiền của này kia nọ. Thì ông Thuyết Minh Tệ này để cái bước đường ổng đi là muốn cho trăm họ vạn dân và môn nhân đệ tử của Đức Phật để nhìn thấy đó mà bắt chước theo mà làm, lo tu hiền, lo cúng lại mới có giải thoát được trong cái kiếp này. Chứ còn mấy là nó lăn lộn trở lại. Nếu mà không nghe rồi đó, coi như Phật Tiên Thánh ngày hôm nay cùng nhau xuống thế, cứu bá tánh không cần lễ mễ, đặng dắt dìu đạo đức rành đường, cho biết rằng nước Nam Việt nằm quại trung ương, sao có Phật Tiên tại thế. Bởi vì trong bước đường cũng ổng cho biết là phải gắng mà lo tu hiền, đặng mà an hưởng trong cái kiếp sau khi này. Nếu mà không rồi đó, chuyển lưng trong muôn vật khác lại đã nghe, căn mờ ám làm điều dại dột, thấy chúng sanh mê nên đem pháp thiết dạy thác rồi pháp bất khả dụng, coi như chết rồi đó là không có làm gì được cái gì hết, có tội phải nhận thôi, chứ không ai cứu độ được hết. Vậy là tất cả môn nhân đệ tử của Phật và của Thầy gán mà lo nhìn ổng đó. Bởi vì tiền tiền bạc bạc vàng vàng thì càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Rồi khi tách biệt Dương Trần cũng hai bàn tay trắng chứ giữ phần nào đó. Chi bằng thức tỉnh hoài đầu, kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn, mau mau nhẹ bước xuống thoảng. Đò chiều chiến chốt rước toàn chân tu. Bởi vì tất cả môn nhân đệ tử và gán lo, chỉ còn có một kiếp này à, mà mình không lo rồi, coi như là chuyển lưng trong muôn vật cát lại mà múc muôn năm này. Sau khi này, bởi vì 10.000 năm là tất nhiên một muôn năm rồi,
bởi vì phải gắng lo tu thiệt. Đời tất cả cái gì bây giờ hiện diện bây giờ để mình, cái tâm phàm của chúng sanh còn quá nặng, chứ thử thật rằng nó không có gì còn trường tồn mãi mãi hết. Bởi vì ông có câu nói gặp cơn mưa lớn ông tu một giờ, chứ nó không có còn mãi đâu. Bởi lấy cái không chân chất thật thà mà đối diện lại với đời. Ngày hôm nay nói rõ ràng đó, bước đường làm người mà để tu hiền có giúp cho kẻ khó mới nhập, đến lạng ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng thật bự. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, đâu có túng thiếu mà quơ mà trời. Phật là thiên biến vạn hóa, y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Chí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Chứ đâu phải cần của chúng sanh mà để cúng. Ông yêu cầu chúng sanh phải tâm, phải từ, phải thiện. Chữ từ là hiền, chữ thiện là giúp người ta. Đó mới gọi là người nghĩ tới người, nó mới còn lại được. Bởi vì nhìn thấy ông Thiết Minh Tề, nhìn thấy đó là biết rồi. Đó là cái chỗ môn nhân đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã quay trở lại cho trăm họ vạn dân đều ngó thấy trong chỗ đó, nhìn đó mà hành theo trong chỗ đó. Cái gì cũng là không mới là Phật. Chứ còn mình còn tham lam là tâm phàm của mình còn không khi nào mà lại thoát khỏi trong cái chỗ chuyển luân. Bởi vì tất cả phải gắng lo tu thiền thôi. Còn cái gì nữa không hỏi đi. Dạ thì theo như con thấy á, và con cũng đang tìm hiểu, nhưng con cũng có một cái thắc mắc là con muốn hỏi ông hai, là theo như bây giờ là nhà sư Thích Minh Tuệ hiện tại bây giờ là ngài đang tu về cái pháp môn gì đó ông hai? Ông hai chia sẻ dùm cho tụi con và cộng đồng được biết ông hai. Nói gì ông Thiết Minh Tuệ này, cái chỗ ở của mình còn không biết. Coi như ông đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì cái gì cũng là không. Nó rõ ràng như vậy rồi. Bởi vì nhà cửa không có, chùa chiền cũng không, tá túc ở đâu hết. Chỉ đi cho muốn trăm họ vạn dân, và muốn cho môn nhân đệ tử của Đức Phật mà nhìn ngó thấy đó mà bắt chước theo làm thôi. Chứ ổng là đâu có chỗ nào, cả chỗ ở qua không có ở nữa. Đi tới đâu là ổng tá túc cũng sống tới đó. Cơm thì một ngày ăn có bữa cơm ngọt. Chứ không có phải mà xin xỏ cho nó nhiều. Thành ra gì trong cái chỗ đó mới biết rằng ổng là môn nhân đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ ngoài ra không có ai làm được gì hết. Bởi vì Phật còn chịu lĩnh Tây Phương Phật Tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ Hội Long Hoa, chọn kẻ tu minh mà người hiền đức đặng thọ chân chúa. Cái chữ tu là hiền, chữ mi là đi vào trong cái điểm chính. Nói vậy đó. Thiết Minh Tuệ không phải là người thường đâu. Đó là môn nhân đệ tử của người xưa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trở lại cho mình để ngó thấy. Mình nhìn trong chỗ đó mà lo quay đầu hướng thiện, lo tu thiện mới có còn được. Bởi vì trong cái việc gì cũng vậy, đó là mình đánh thức đó, công danh phú quý cuộc đời là tuồng ảo ảnh giấc mơ mau tàn. Tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Tất cả cái gì cũng là không, mà ổng đó là còn. Cái bước đường ổng đi là bước đường còn. Bởi vì cái tâm từ hiền không có phải mà hơn thua cao thấp gì hết. Lấy cái chỗ hư không, đi tới đâu là sống tới đó vậy thôi. Nói vậy, ổng là điểm chính, là cái người đã bực bề trên đã định quay trở lại.
Bởi vì nhận thấy rằng môn nhân đệ tử của thầy còn 25, 10 phần hết 7 còn 3, hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Cái chữ 3 này đó, một phần đắc quả Phật, còn 2 phần tuyên thánh hay là dân quan của đất Việt Nam sau khi này. Mà sự thật rằng nó quá thiếu rồi. Nó quá thiếu rồi. Thành ra buộc người xưa phải quay trở lại cho môn nhân đệ tử của thầy. Mà nhìn thấy đó đó, cũng phải quay đầu trở lại. Yeah. Mà ra tu hiền. Theo như ông Hai á, thì ông Hai thấy là từ khi mà đức thầy của mình á còn tại thế đến giờ, mà bây giờ là xuất hiện một vị sư mà coi như là dám buông bỏ tất cả mọi chuyện thế gian để mà quay về cửa Phật với một cái con đường chân chính á, là theo như ông Hai, là ông Hai nhận định là như thế nào? Rất một cái thời gian rất là lâu rồi đó, là ông Hai thấy như thế nào là thế gian lại xuất hiện một vị sư, vị thầy như vậy đó? Coi như ổng đó, dạ, là cái điểm chính của ổng là phải tôn trọng, phải nghĩ ổng rõ ràng. Bởi vì cái gì người ta cũng không hết. Dạ. Phải nghĩ tới ổng, phải tùng theo cái ý ổng mà bước đường của ổng đi. Bởi vì theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đó, ổng dạo 4 cửa thành rồi đó, là ổng về ổng xin phép vua cha để ra đi tu. Là cái bước đường đi 4 cửa rồi, buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tai nương gậy chống. Ngài xem xong lòng liền cảm động, lần thứ hai mới gặp kẻ ốm đau xét cõi trần trong dạ héo xào, chi xiết nổi núng nao khỏi tạm. Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trăm nghìn kẻ chết đang khiêng về đền đài, cảm xúc buồn riêng hằng để trí tầm thương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm, nào về đâu trời đã ứng điềm giả tăng sĩ quậy lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liêu bắt xe trở lại Lai Châu. Ông Hai gơ lại. Ông Hai gơ lại luôn. Ông Hai nhớ đến cái lời của Phật thầy dạy, cho nên ông Hai xúc động. Cũng hiếm thấy lắm ạ. Một ngày tôi nhìn thấy chúng sanh, nước mắt của tôi chảy lắm. Ngày chảy 2-3 lần. Vì cuộc đời thấy cảnh khó nó có, mà thấy chúng sanh tâm đánh quá kỳ, thành ra tôi không biết nói chuyện sao. Dạ, không biết sao để mà truyền đạt hả ông Hai? Bởi vì thầy có cho biết hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Dạ. Làm phát cho đời hiểu rõ thân danh, công đức ấy từ bi vô lượng. Thành đã nghe không nghe tự ý sao cái này mà mua cái sầu. Bởi vì thánh nhân tạo quá một bầu, kẻ thanh ngự cược mấy hầu khác nhau. Đời nó quá khổ mà chúng sanh không có thấy. Ông Hai ông xúc động luôn cả nhà. Thì con muốn hỏi ông Hai một cái nữa nè. Như bây giờ, như sư Thích Minh Tuệ á, là trên cái bước đường tu tập của ngài, thì theo như là ông Hai có thấy là sư Thích Minh Tuệ đang truyền đạt một cái thông điệp gì đến cho Phật tử, hoặc là những người đang biết tu, hoặc là những người chưa có quay về với cửa Phật đó, ông Hai có thấy cái điều con gì người Hai? Mà quay về, cái tâm mà quay về trong yeah. cửa Phật rồi nhìn thấy ông đó là biết rồi. Yeah. Nhìn thấy là biết rồi. Có con người vô tâm đó, không biết gì trên trời. Nhiều khi chúng sanh còn cho ổng người khùng người khờ. Dạ. Còn cái người mà cái tâm đạo có rồi là nhìn thấy ổng là biết rồi. Bị gì công danh phú quý chẳng màng. Dạ. Chứ trên đời này đâu có ai được như ổng gì. Đó là lời nói rõ ràng, không có ai được hết.
chỉ có cái tâm của Phật thôi mới có được cái gì, buông bỏ tất cả. Bởi vì cái cảnh của chúng sanh ngày hôm nay không có biết, không có thấu hiểu được cái ý nghĩa trong câu kinh, cái tâm phàm cũng vẫn còn say mê hoài quỷ cái gì, mà nhìn thấy cuộc đời nó đã hết rồi, 2000 năm nó không còn nữa. Từ đây sắp đến cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, ổng cho biết mong chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước, hãy tưởng Phật đừng làm bạo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian. Nhưng mà đâu có ai biết đâu, nó cho rằng nói xàm, nói này kia nọ. Bởi vì ông mới có ngàn lại một câu, nói thời chưa thấy, nó thời không tin. Tới chừng thấy là ăn năn chẳng kịp mà khó bề tính toan. Hay là chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật nào cứu kịp lòng người ác gian. Bởi vì ông biểu mình phải lo trước, bởi vì cuộc đời nó đã hết rồi. Cái 2000 năm nó không còn. Này bước qua tới 2020 mấy rồi. Thử cái năm mà bão biển đó nghe. Dạ. Bão biển cái năm đó. Câu kinh có để nha. Mang thị ếch hồi năm đinh sụ. Mà ngay trong cái năm đó là đinh sụ. Chữ thị là nước. Dạ. Mang thị ếch hồi năm đinh sụ, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ếch này đánh thức tỉnh trần, rằng thiên định tuồn đời sắp hạ. Thì ngày giờ này đã hạ rõ ràng rồi. Từ đây sắp đến thảm thế, không có bút mực nào mà ghi, bị gì cuộc biến chuyển nó đã đến rồi, nó không có còn như ngày xưa nữa rồi. Có câu nói cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, mong chúng sanh hãy gắng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước, hãy tưởng Phật đừng làm bạo ngược ta phần hồn dạo khắp thế gian. Thấy thiên địa ti rộng mênh mông, một mãi lâm khó đoạn, chứ đừng có nói chuyện đó nha. Bởi vì việc gì mình biết được rồi đó, muốn làm cái gì thì mình nhớ lại cái câu đó, phải chỉnh đốn lại, không có loạt được. Dạ. Cái của thiên địa ti rộng mênh mông để dành cho người, chứ không có dành cho con người. Tính cỡ nào đi nữa cũng tan hoang hết, không có còn được nữa. Bởi vì lấy cái tâm người mà nghĩ tới nhau, bảo vệ cho nhau, đùm bọc cho nhau, là cái của đó mới có còn được. Chứ còn mấy là không khi nào còn. Rồi,